một độc giả có tên là Tiến Đạt thì có đặt câu hỏi như thế này à, theo anh Hưng thì là với những người mà mới chơi bất động sản thì chúng ta nên đầu tư đất hay là nhà trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay cái khó nhất của người bất động sản người người đầu tư bất động sản đấy thôi bạn nói là chơi bất động sản có nghĩa là tôi hiểu rằng bạn đang nói đến việc đầu tư bất động sản cái khó nhất của người đầu tư bất động sản là chúng ta phải phân biệt xác định rõ được cái cái cái, cái gọi là cái cái nguyên tắc hay là cái loại hình đầu tư nào Đấy thì chúng ta có rất nhiều các cái loại hình đầu tư, hình thức đầu tư ví dụ như là chúng ta đầu tư trực tiếp là chúng ta mua sở hữu một cái bất động sản hay là chúng ta đầu tư gián tiếp là ví dụ chúng ta thông qua các cái chứng chỉ quỹ hay là trái phiếu hay là cổ phiếu của bất của các công ty bất động sản Đấy. hay là chúng ta góp vốn để hợp tác đầu tư hay là hợp tác kinh doanh bất động sản đồng sở hữu đồng đầu tư rất nhiều hình thức cho nên là mỗi một cái 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 hình thức đầu tư đó thì chúng ta sẽ sẽ phải lựa chọn cái 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 gọi là cái loại hình bất động sản cho nó phù hợp ví dụ như nếu mà chúng ta đầu tư là ngắn hạn trung hạn hay là dài hạn là chúng ta đầu tư để mà lướt sóng chờ chờ, chờ thị trường hay là chúng ta đầu tư mang tính chất là có những cái cải tạo đầu tư về mặt uh, giá trị tức là chúng ta mua một mảnh đất xong chúng ta thiết kế lại chúng ta chia sẻ nó ra làm đường làm xá làm hạ tầng rồi phát triển đô thị để hay là không phải phát triển đô thị mà nó còn, còn lại là phát triển những tiện ích để mà chúng ta bán để làm gia tăng giá trị cho nó thì nó lại khác bởi vậy cho nên là là nếu như mà một người mới vào thị trường bất động sản và chưa có quá nhiều kinh nghiệm trong cái việc là là định giá, xác định được giá trị của bất động sản, ví dụ như là bất động sản nó tăng giá nhờ những yếu tố nào thì chúng ta nên lựa chọn những cái sản phẩm mà nó có tính thanh khoản cao đấy ví dụ như là là sản phẩm mà có tính thanh khoản cao đó là những cái mà có giá trị sử dụng ngay trong thời gian ngắn hạn trước mắt Ví dụ như là chung cư, ví dụ như là nhà phố hay liền kề. Đấy là những cái sản phẩm có tính thanh khoản cao. Bởi vì sao? Vì nếu trong trường hợp mà chúng ta không bán được thì chúng ta vẫn có thể đưa vào sử dụng, cho thuê, vận hành hoặc khai thác được. Và nếu như chúng ta có khả năng có giá trị sử dụng như là vận hành và khai thác hoặc là để ở hoặc cho thuê được ấy, thì cái thanh khoản nó tốt, tức là nếu chúng ta muốn bán chúng ta có thể bán được. Còn nếu như các bạn không có nhiều kinh nghiệm mà chúng ta đầu tư vào những cái chỗ nó, nó xa xôi quá hoặc là như chỗ đó nó chưa có hạ tầng mà chúng ta chờ để nó uh, nó lên thì là nó sẽ gặp rất nhiều rủi ro.